mira. Ay. Đây là em mình. Ngồi trước đây. Dạ rắn hả? Ồ, con rắn bự như vậy. Đây cái đầu nó lên đây. Đây là da của một con rắn lải. Da con rắn lải. Ôi, ừ, có cái đầu luôn. Con này chắc cũng được chừng 2 lạng, 3 lạng gì à. Ê, cái lỗ nó ở trong đây nè. Mới lột da ra. Từ từ. Đi từ từ thôi. Khỉ. Xuống luôn, nhảy tưng tưng qua. Ở đâu không té được đâu. Ở trên á, ở dưới à, cũng được. Leo lên gần tới đỉnh rồi. Ở dưới đó luôn, xuống nhỏ ở dưới đó. À, mình đang leo vô một cái rãnh. Mới qua một cái vách đá đứng, ơ vách cát đứng xong. Đây thì dễ rồi. Đứng dạ. Cạnh dưới đá quá. Yeah!
mát. Ở đây người ta gọi là giếng động. Đẹp hơn suối Tiên Hàm Tiến Mũi Né nhiều. Rảnh rảnh mình vẫn hay ra đây đi leo. Cái lúc đi xuống đó là tuột đã lắm. Nắng quá chùi vô bóng cây mệt. Ôi, bên kia có vách đá hơn nữa nè. Ui dâm lên không được. Đây nè, đây là nó có một bãi bằng luôn, ngang luôn, chắc cắm được liệu chở nó sáng thức dậy dưới chân. Đây cái vách sâu lắm nè. Đây cây này nó không cô đơn, nó được mấy cây bao quanh lận. Ô chỗ này chơi võng được nha. Chà chà chà. Đi bài. Kêu nó chà. Trời hôm nay cũng rất là đẹp. Đi qua anh phải giống nãy á. Bên phải đường này nè, còn không kia luôn. Đây chúng tôi đã mắc phải cái vách. Ôi trời đường dễ. Nè đi bộ xuống đường luôn nè. Ơi có tâm cấp bậc thang luôn nè. Đi được không? Được không? Hay quá trời. Rồi. Úp mặt vô. Úp cái mặt vô là đi xuống dễ lắm. Đó, ập mặt vô bên đây, ập bỏ cái chân phải trái qua trước đó. Rồi ôm vô, đúng rồi. Rồi thả lỏng tay ra đó. Rồi cái này té chết được đâu. Rồi, nhảy xuống hư trời. Ta nhảy cha đây coi, nhảy nè. Thôi vậy mình sẽ nhảy xuống đó đó. Hai ba này. Woo. Cũng cao á. Rồi xuống. Ủa đi đường ngoài đi dễ không đi. Ừ. Thấy được dép rồi. Còn một chút nữa là tới chân rồi. Tới chân rồi. Chà, có hoa mua. Đẹp quá. Hoa mua ở đây nó rất là to luôn. Chân có những cái cảnh đẹp. Nhìn bằng mắt rất là đẹp luôn. Đây là đầu nguồn của con suối luôn rồi. Đây đầu nguồn của con suối. Nước nó đang rỉ ra từ đây. Đây dưới chân nước nó đang rỉ ra. Wow. Một cái vách này nó mỏng, ở bên kia nó cũng giác vô tới. Nói chung cái vách này mỏng à,
chiều dài nó không tới 1 mét nữa. Ai. Qua. Wow. Ấy da. Ấy da. Rất đẹp. Thấy một cây nắp ấm. Hey. Hi, trong này nước quá trời, ù nó bắt được quá trời con trong này. Nè, thấy chưa? Oh. Mình mới đổ đồ ăn từ trong bụng nó ra rồi đây một cái nữa nè. Ù nó đang bắt kiến kìa. Không ngờ ở đây cũng có cây nắp ấm. Ôi không phải một cây nữa. Ôi nguyên dòng họ luôn mà nắp ấm ở đây rất là hay, nó leo cao lên ấy. Chúng tôi đã rời bãi trại. Rời bãi trại để về lại thành phố Phan Thiết. Chơi cả đêm với lại sáng nay cũng đã rồi, nước ở dưới nó rỉ ra. À, đầu nguồn suối nè, thấy mình đang phá. Ai đang uống dưới xí bà. Rồi. Ghê chưa? Đây là chỗ mà hôm qua hai thằng tắm. Suối nước trong vắt. Ba thằng tắm đây đã. Đắp cái đê để cho nước nó dâng cao lên để tắm. Hôm qua đứng chỗ này chắc nước nó cũng gần tới đầu gối á. Này con đê này. Đây, đang này sập. Rồi, giờ tụi mình đi về. Rồi, mấy cây dưới dại rất là lớn. Đây là một cái nhánh khác của con suối đó nè. Ở trong cũng có vách leo. Bữa nào chắc lên đây leo cả tuần mới đã lận. Rồi, hàng con suối nó làm lỡ nguyên một cái đường dài. Nên ta hay gọi mấy cái này là suối lỡ. Nó chảy ra đâu nó lỡ tới đó. Này mùa mưa thôi chứ là mùa mưa nước ở đây rất là nhiều chứ không phải ít như vậy đâu. Cảnh nữa nè. Wow. Tuyệt vời. Hồi đó mình mới phát hiện ra cái khu này á. Trời ơi khoái lắm, ba thích luôn. Sau đó đi lại quá trời luôn. Biết giờ có ai bị kích thích không ta? Book tour đi mình dẫn cho. Tour đi khám phá thành phố Phan Thiết. Những nơi chưa ai đặt chân tới. Ủa, ít ai đặt chân tới. Nói chưa thì cũng hơi ấy. Ý có cây chăm bầu kìa, cây chăm bầu. Rồi hai thằng đã ra được đường lộ để đi lấy xe. Hồi tối gửi xe trong nhà dân á. À, có cái hoa bìm bìm tím này. Ơi cây bén hả? Hoa bìm bìm. Bìm bìm. Cái này cái bông này ăn được. Xào ăn ngon và phơi khô làm trà uống rất là thơm. Này là bìm bìm. Dậu tím bìm leo. Dậu đổ bìm leo chứ. Ờ, quá trời xứ luôn cái nhà. Nhìn đã quá, hôm qua tụi mình gửi xe trong đây. Rồi giờ vô lấy xe đi về. Xong rồi. Rồi tụi mình đã lấy được xe rồi. Rồi chân trống. Yeah.